Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Tháng bảy mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan. Bần quân nhớ đến công sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Vầng nhật nguyệt chuyển xoay, xuân hạ thu đông, bốn mùa thay nhau biến đổi. Tiết thu sang, làn gió thu hát yêu cành lá. Mây trời trôi mênh mang, cùng hòa quyện với tiếng chuông chùa ngân nga vang vọng. Có lẽ mùa thu thường mang nhiều cảm xúc buồn man mác. Trời thu mang nhiều hoài niệm, nên tạo quá đã chọn ngày Vu Lan báo hiếu vào mùa này, càng làm se thắt lòng người. Nỗi buồn xen giữa niềm vui, lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó những kỷ niệm thân quen, tiếng cười nói góc hiên nhà. Chỉ có thời gian là không ở lại. Mọi người ơi, thu về rồi đấy, tháng bảy thu về, mùa nhớ mùa yêu. Vu Lan lại trở về, mùa hiếu hạnh của người dân Việt. Ở khắp chốn cùng quê, đâu đâu cũng đượm một màu gợi nhớ. Từ trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi người, vẫn nghe như âm xưa vang vọng về công ơn sinh thành trời biển của hai đấng từ thân. Ơn sinh thành của mẹ và cha, lớn tợ sơn cao tợ ái hà. Tạo tần năm tháng nuôi con trẻ, chịu đau chịu khổ chỉ vì con. Cha mẹ là hình ảnh duy nhất mà chúng ta chỉ có được một lần trong đời. Như mặt trời chiếu sáng giữa hư không, như ánh trăng vằn vặt trong đêm huyền diệu, như biển cả không đổi lòng ấp ủ, như núi cao không xua đuổi mảng rừng xanh. Mẹ dạy con điều hay lẽ phải, biết thương yêu giúp đỡ mọi người. Mẹ đã chịu nhiều đắng cay và gánh nặng lo âu, để con có được tuổi thơ ngọt ngào và no đủ. Ôi những cánh thiên đường của mẹ, của ngày rằm tháng bảy Vu Lan. Công cha nghĩa mẹ sâu dày, phận làm con phải đêm ngày trong non. Cho tròn chữ hiếu đạo con, cho tròn đức hạnh, cho tròn nghĩa nhân. Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào. Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào, cho mà chẳng mong chút nào đền đáp. Cha đã dành trọn tất cả những gì cha có thể cho chúng con, làm hành trang bước vào đời. Công lao của cha thật cao vời, không sao nói cho hết được, ví như núi Thái trời cao bể rộng. Cha đã làm lụng vất vả, hy sinh cả đời mình cho con được no cơm ấm áo. Cha ơi, con cảm ơn cha nhiều lắm, vì cha chính là người mà dẫn bước con đi trên đường đời chông gai vấp ngã. Cha còn chính là niềm hạnh phúc của con. Cha còn là người thầy cao quý nhất, luôn dạy con những kiến thức đạo đức thấm đậm tình người. Người xưa thường nói, còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con đen sì. 9 tháng cu mang, mẹ phải chịu bao vất vả, rồi con chào đời cho đến lúc trưởng thành là cả một khoảng thời gian cha mẹ luôn lo lắng chăm sóc cho con. Những lúc con ốm đau, mẹ chính là vị bác sĩ tuyệt vời nhất. Phải chăng cả một cuộc đời, những gì tốt đẹp nhất mẹ đều dành trọn cho con. Chúng con đã quen được cha đùm bọc, mẹ chăm sóc, nên cứ nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của mẹ cha, mà quên đi ơn nghĩa sâu dày. Chúng con ích kỷ, mãi lo vun vén cho mình, lo xây dựng tương lai, mà quên đi cha mẹ đã già, đang tựa cửa chờ trông một vòng tay con trẻ yêu thương chăm sóc. Một lời an ủi chân thành tha thiết, để rồi khi thất chí,
thua kém người đời. Chúng con lại oán giận mẹ, oán giận cha. Than ôi, tội bất hiếu thật tày đình, biết kể sao cho xiết. Có khi cha mẹ già yếu, được ở kề bên chúng con, lại cho là gánh nặng, mà khinh khi bạc đãi, chẳng chăm sóc đỡ nâng. Sao chẳng nhớ lại lúc ấu thơ, ăn chẳng được, nói cũng không, huống chi là đi đứng, thì ai là người dưỡng dục chở che. Để rồi khi cha mẹ mất đi, lại khóc than kể lể, thì đâu có nghĩa gì. Trên bàn thờ nhang khói lạnh lùng, chỉ còn chăng là tấm ảnh vô hồn. Mẹ cha còn đâu nữa, con không đợi một ngày kia. Khi mất mẹ mới giật mình khóc lóc, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn lên, mẹ mỗi ngày thêm già cõi. Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn, hãy trân trọng cài lên ngực áo nhau một đóa hồng, màu hồng của sự yêu thương, như màu máu đang chảy trong tim mà cha mẹ đã vắt cạn một đời, hy sinh tất cả vì con. Màu hồng ấy như nhắc nhở rằng chúng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thâm ân to lớn của mẹ, của cha mà ta phải phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi lo lắng tạo tần cho ta. Biển đời giông tố gian nan, mẹ cha bến đổ bình an con về. Hoa tuy có màu đỏ trắng, nhưng trong lòng chúng ta không có hai lẽ yêu thương. Niệm ân cha mẹ, mọi người hãy tự suy nghĩ và vươn lên, cho đạo hiếu mãi trường tồn, tưới tẩm những hạt mầm yêu thương, làm nảy hoa cho cuộc sống. Kính dâng mẹ cha đóa hồng, thắm tươi dào dạt mênh mông biển trời. Nam mô vạn cổ xưng danh, đại hiếu Mục Kiền Liên tôn giả. Mỗi khi Vu Lan Thắng hồi về, với lòng con Phật Phật nhớ lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, thật khó có lời văn nào diễn tả được đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng ấy. Có nhà thơ đã thốt lên rằng: ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, đừng sau đầy hai tiếng mẹ cha. Mẹ là cả một trời thương, cha là cả một thiên đường trần gian. Cho nên trong đời người, ai cũng phải mang ơn cội nguồn quê hương đất nước và cha mẹ sinh thành ra ta. Để tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời tốp múa gia đình Phật tử Tuệ Uyển với tiết mục Mẹ Yêu Ơi. Xin trân trọng kính mời các con. Con qua những ngày đông, mẹ là dòng sông để con tắm mát chưa hè, mẹ là răng che che bóng con đi học về, mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều, mẹ để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều, mẹ làm thật nhiều chỉ mong con yêu thành công,
cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ai, con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày lầm lũ vì con. Đã làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Để con bước lên đỉnh cao, mẹ là ánh sao để con ước ao bao điều. Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong cho mai sau con sẽ lên. Cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ai, con yêu mẹ nhiều, nhưng tháng ngày lầm lũ vì con. Đã làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Mẹ yêu ai, con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là phát sóng của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý. Mẹ là lý trí của đời con. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đã làm con luôn thấu hiểu. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Đã làm con luôn thấu. Kính thưa toàn thể hội chúng, thế là mỗi độ Vu Lan về, lòng con lại bồi hồi tưởng nhớ, bồi hồi xót xa, tâm hồn dao động như mặt nước hồ thu dày sóng. Tháng bảy ngày trăng mùa hiếu hạnh Vu Lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Cha mẹ ơi, thương mến khôn lường, nhìn ai mang đóa hoa hồng, tuổi phận mình màu trắng đơn côi. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng con xin thành tâm cung thỉnh sư cô Diệu Hậu về với pháp hội hôm nay với nhạc phẩm Tâm sự người cài hoa trắng, dâng lên cúng dường cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu cùng toàn thể hội chúng hiện thiền. Ban tổ chức chúng con trân trọng kính mời sư cô. Trở về đây thành phố đang sang mùa, khung trời đầy mây ngày tháng đang vào thu. Bâng khuâng tôi đứng ngắm nhìn mây bay,
cho con nước vơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày tháng năm dài còn mãi trắng tay. Bây giờ mùa thu vàng lá bay bay nhiều, khung trời từ ly mẹ đã một lần đi, bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ. Mẹ ơi yêu mến vô bờ, trần gian sương khói ơ thờ, mất mẹ rồi đời hết ngây. Chẳng còn tháng bảy ngày trắng mùa hiếu Vu Lan về, hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Mẹ ơi thương mến khôn lường, nhìn ai mang đóa hoa hồng túi phận mình màu trắng đơn côi. Từng dù con những thương vẫn mềm lòng
quạnh hiu, cũng chưa như núi cao vời, làm sao bao đám biến trời tình cha, cũng chưa như núi cao vời, làm sao bao đám biến trời tình cha. Vâng, ban tổ chức xin cảm niệm tấm lòng bài múa vừa rồi của các Phật tử đến từ thành phố Ninh Bình. Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đào nở thơm hương. Vu Lan ơi, nét đẹp thật chân thường, cho nhân loại tìm về trong ánh đào. Về với pháp hội hôm nay, ca sĩ Phật tử Quảng Huệ thành tâm cúng dường nhạc phẩm Nguyện Kiếp Sau Ta Là Hoa Sen. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Phật tử Quảng Huệ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời nhóm Phật tử nhí Ngọc Oanh, Như Quỳnh, Tuấn Anh đến từ Phật tử chùa Bình Hải với tiết mục Nghĩa Mẹ Sinh Thành, là một tuyệt phẩm âm nhạc dân gian, là một trong 8 làn điệu chính của nghệ thuật hát sẩm, với nội dung thể hiện tình mẹ vô bờ bến, ước mong con khôn lớn thành người. Xin toàn thể hội chúng cùng lắng nghe nhạc phẩm Nghĩa Mẹ Sinh Thành.
lời ban tổ chức xin chiên tiết mục vừa rồi của ba ca sĩ nhí. Còn niềm hạnh phúc nào bằng khi mỗi độ Vu Lan trở về được cài lên ngực một đóa hồng tươi thắm để biết rằng mình diễm phúc còn có mẹ, có cha ở trên đời. Bởi tình thương của mẹ dành cho con quá đỗi lớn lao không gì đo lường hết. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước, nước chảy vô ngần, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Vậy, ngay khi còn có mẹ, chúng ta hãy trân quý. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời tốp múa Gặp Mẹ Trong Mơ do nhóm Phật tử Chùa Cồn Thoi trình bày. Xin toàn thể đại chúng cùng thưởng thức. Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời? Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Đã nhiều đêm thao thức
nuốt dòng lệ mặn, nhìn theo cánh chim bay hướng về chân trời xa thẳm nơi con đang bươn trải xứ người. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiết mục Vu Lan Nhớ Mẹ do ca sĩ Đàm Thu Thủy trình bày. Xin toàn thể đại chúng cùng thưởng thức. Dù còn đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành để con khôn lớn đắm say cuộc đời tươi sáng.
ngày tôi xuất xa tu học khi tuổi đời còn thơ, xa mẹ lìa cha, xa xóm làng quê nhà, đi vào cửa Phật được pháp cầu mong. Thời gian dẫu bao khó nhọc như tấm lòng chẳng đổi thay, luôn trao dồi từ bi trí tuệ sáng ngời, mong sao mai ngày em chỉ nguyện độ sanh. Ôi tình này bao la, luôn sống vì muôn người, luôn sống đời giản dị đơn sơ, hay đến chung lo phận sự còn nguyện dạy chúng con tinh tấn tu hành. Ôi đời này thanh cao, luôn đem chánh pháp trao truyền, mong có đời người người an vui, nào ngại gian lao khó nhọc, thầy luôn vì chúng Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con nhận thấy ban cung rước đang từ từ cung đón chư tôn tịnh đức giáo phẩm tăng ni Quan Âm
Pháp hội Vu Lan báo hiếu và dâng nghi buổi sáng hôm nay đề nghị ban nhạc chúng ta cử các hồi chuông trống bát nhã để cung đón chư tôn tịnh đức. Quý vị Phật tử tại đạo tràng, chúng ta hoan hỷ chắp tay ngang ngực để thành tâm cung đón chư tôn đức quang lâm. Phật kính bạch chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng bào nhân dân Phật tử thập phương xa gần đồng kính mến. Giờ đây mười phương chư Phật đã hiện tọa đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng hội tụ nơi đây trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, để Pháp hội Vu Lan báo hiếu diễn ra thập phần viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, trân trọng kính mời quý vị đại biểu
cùng toàn thể Phật tử hoan hỷ trang nghiêm khởi thân đứng dậy làm lễ niệm Phật cầu gia hộ. Xin thành kính cung thỉnh và trân trọng kính mời. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính cung thỉnh toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình Pháp hội Vô Nan Báo Hiếu và lễ dâng y buổi sáng hôm nay như sau. Một, văn nghệ chào mừng. Hai, cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm. Ba, niệm Phật cầu gia hộ. Bốn, thông qua chương trình tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. Năm, tuyên đọc diễn văn khai mạc pháp hội. Sáu, nghi thức dâng hoa cúng dường. Bảy, bài cảm niệm về ân đức sinh thành. Tám, nghi thức cài hoa hồng. Chín, nghi thức dâng y cúng dường. Mười, lời đạo từ của Hòa Thượng chứng minh. 11, lời cảm tạ của ban tổ chức. 12, dâng hương cúng dường tam bảo và tụng bài sám vu nan. 13, hồi hướng. 14, Phật tử các đoàn đã đăng ký tiến lên tầng 3 để tham dự pháp hội cúng dường trai tăng. 15, chương trình hoàn mãn. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón vu nan, bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Hàng năm khi tiết trời sắp chuyển sang thu, lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, lòng người theo đó cũng đượm buồn. Tháng 7 về khơi gợi trong lòng chúng ta, nhất là những người con đang lưu lạc tha phương, phải hoài niệm về cha về mẹ. Đó là mùa vu nan báo hiếu, mùa báo ân đối với hai đấng sinh thành cha và mẹ. Có cha có mẹ, chúng ta như có tất cả niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn của một kiếp người. Ngày lễ vu nan báo hiếu giờ đây không chỉ là ngày lễ hạn cuộc đối với người con Phật, mà nó đã trở thành một ngày lễ kỷ niệm chung cho tất cả mọi người, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa. Tình thương cha mẹ đối với chúng ta là thứ tình thương tuyệt vời, không có bất cứ một thứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý nhất. Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát thuở xưa vâng lời Phật dạy, muốn mẹ mình thoát khỏi địa ngục, trong ngày tự tứ đã sắm sửa phẩm vật đầy đủ, thành tâm cúng dường lên mười phương tăng. Hôm nay thể theo truyền thống ấy, noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, lại một lần nữa hàng Phật tử chúng ta tề tựu về đây dưới ngôi già Nam cổ tự, chốn tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc, trường hạ cơ sở 2 Phật giáo tỉnh Ninh Bình, gọi lòng trong sạch sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, thứ đến dâng cúng hiện tiền tăng.
vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ. Sau nhờ quý ngài nhất tâm chú nguyện để cựu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp nương vào uy lực này mà được xa rời đường dữ, sinh về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền được phúc thọ tăng long, biết nương tam bảo. Tri ân và báo ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc, và đây cũng chính là lý do của chương trình Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu buổi sáng hôm nay. Toàn thể hội chúng, chúng ta hãy dâng cao những tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn, thật nồng nhiệt để cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta được thành tựu viên mãn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, giờ đây dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật trong màu y vàng giải thoát, chúng con vô cùng xúc động và vui mừng chào đón sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính đỉnh lễ và trân trọng giới thiệu về tham dự chứng minh Pháp hội hôm nay. Chúng con xin được thành kính đỉnh lễ cung đón Hòa Thượng Thích Thọ Nạc, Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Phật giáo, Đường chủ Hạ trường cơ sở 2 nơi đây. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tuệ Quang, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Thủ tọa Hạ trường. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Ngộ, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo tỉnh Chánh Duy Na, Hà Trường. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thiền, Chánh Chi Khách Trường Hạ. Chúng con xin đỉnh lễ cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Tuệ Quảng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Duy Na Nghi lễ Hạ Trường. Chúng con xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Trụ, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Phó Duy Na Đời Sống Hạ Trường. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tuệ Hải, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Nghi lễ Hạ Trường. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Minh Thanh, Phó Chi Khách kiêm Thủ Quỹ Hạ Trường. Chúng con được thành kính cung đón chư tôn thiền đức tăng ni là các hành giả đang an cư tại trường hạ cơ sở 2 nơi đây. Xin được thành kính cung đón chư tôn đức. Về tham dự Pháp hội Vu Lan hôm nay, ban tổ chức còn được đón tiếp các quý vị báo đài về tham dự và đưa tin cho Pháp hội đầy ý nghĩa này, xin được trân trọng chào mừng. Xin được trân trọng chào mừng tới các nam nữ ca sĩ Phật tử. Xin được trân trọng chào mừng và nhiệt liệt chào đón các quý vị Phật tử xa gần từ các đơn vị thủ đô Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nam Định, tỉnh Hà Nam, tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận về tham dự và cúng dường cho Pháp hội ý nghĩa này. Xin được trân trọng chào mừng toàn thể quý Phật tử. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đào nở thơm hương. Vu Lan ơi, nét đẹp thật chân thường cho nhân loại tìm về trong ánh đào. Vào giờ này, ban tổ chức xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Ngộ, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chánh Duy Na Trường Hạ Tổ Đình Kim Liên nơi đây, nên tuyên đọc diễn văn khai mạc Pháp hội Vu Lan buổi sáng hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn túc hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng,
Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ cha công dưỡng dục, mùa báo hiếu ngập ngồi thương mẹ đức cù lao. Hàng năm cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu lại như nhắc nhở thôi thúc những người con Phật chúng ta phải lắng đọng tâm tư, thể hiện tâm hiếu hành hướng về hai đấng sinh thành cha mẹ, cửu huyền thất tổ và chúng sinh trong bắt nạn tam đồ. Cách đây hơn 2.500 năm về trước, Ngài La Bốc vì đại nguyện muốn cứu mẫu thân nên đã quyết chí xuất gia tu học, đắc đạo hiệu là Mục Liên Tôn Giả. Nhờ sự ân cần chỉ dạy của Đức Phật, vào ngày rằm tháng 7, ngày chư Phật hoan hỷ, chư Tăng kết thúc khóa hạ thanh tịnh tròn đầy công đức, Ngài đã sắm thiết lễ nghi cúng Phật và mười phương tăng. Nhân đại phúc đức ấy mà mẫu thân của Ngài đã thoát được địa khổ ngục khổ A Tỳ, đồng thời đã hồi hướng được cho nhiều chúng sinh nương duyên đó mà thoát ly cảnh ngục tối tăm. Kể từ đó, tiết tháng 7 mùa Vu Lan đã trở thành tháng hội của những người con Phật trên các năm châu bốn biển. Thiết nghĩ dù là ai đã sinh ra thì đều có cha, có mẹ, đều mang nặng bốn chữ cúc dục thâm ân. Ngày hội Vu Lan là cơ hội để cho chúng ta thực hiện những hành nguyện tốt đẹp, báo hiếu, báo ân một cách rốt ráo. Vì vậy, lễ hội Vu Lan không chỉ là lễ hội của riêng Phật giáo, mà còn là một lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam, có nguồn gốc đã từ hàng nghìn năm lịch sử. Vì thế nên trong thi ca có câu: Trung Nguyên ngày hội vọng Vu Lan, bến giác chiều thu sóng dạo ngàn. Những ai là kẻ mang ơn lặng, đều vận lòng thành đón Vu Lan. Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần, nhân mùa Vu Lan hiếu hành, chư Tăng tại Trường Hạ Tổ Đình Kim Liên, Chùa Đồng Đắc, Phật giáo tỉnh Ninh Bình trong mùa an cư kết hạ, long trọng cử hành Pháp hội Vu Lan, báo hiếu dâng y Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Thay mặt ban tổ chức, con xin tuyên bố khai mạc Pháp hội. Cuối cùng, xin cung chúc chư tôn giáo phẩm, chư đại đức tăng ni, pháp thể khinh an, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh dị độ. Kính chúc chư vị đại biểu khách quý cùng quý vị đạo hữu Phật tử thiện nam tín nữ thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. Chúc pháp hội của chúng ta thành công viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tắc Đại Chứng Minh. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của Đại Đức Chánh Duy Na về bài đọc diễn văn khai mạc Pháp hội. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, con về đây dưới chân Ngài quy ngưỡng, hóa thân mình làm ngọn cỏ giọt sương, để thẩm thấu những pháp diệu phi thường, tỏa sắc hương đóa hoa đạo cúng dường, để dâng trọn tấm lòng thành kính cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức, tạo duyên lành trong ngày pháp hội Vu Lan báo hiếu và dâng y. Sau đây nào phần dâng hoa cúng dường sẽ được thể hiện với tất cả tâm thành kính của các em thanh thiếu niên gia đình Phật tử Tuệ Uyển, chùa Thiên Phúc, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn. Lễ dâng hoa xin phép được bắt đầu. Thank you.
sen ngự tòa, đại hung từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chăm thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu rơi, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vùng dài, vô minh che lấp tháng. Đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, nhưng điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh làm sao chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán kiều. Kết dài lâu nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt sống yêu thương hiểu biết và bao hạt sống an vui, nhưng vì chưa biết tươi tắm, hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quên lối bỏ hình bắn bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong ruổi tương lai, quanh quẩn trong vòng buồn giận, xem thường bao vật trong tay, dây đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài, giờ đây trầm sông bão biển, con nguyện sám hối đổi thay. Tập nhìn tập hiểu thật sâu,
sớm chiều, đêm buồn vui tươi mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau, đến đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy nghĩa bàn dày sâu. Tri ân và cảm ơn phần dâng hoa của các em thanh thiếu niên đến từ gia đình Phật tử Tuệ Uyển, chùa Thiên Phúc, xã Kim Mỹ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, cha mẹ sinh thân con cốt nhục củ nao, thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc, ân đức ấy cao sâu khó tả, dù suốt kiếp người con trả vẫn chưa xong. Kính bạch quý ngài, chúng con kính nghe tổ Quy Sơn có dạy: sinh ra ta, tạo nên cho ta vóc hình ấy là công ơn cha mẹ, còn sinh ra giới thân tuệ mình, biết đi theo nẻo phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhân quả giải thoát, đó là nhờ công đức của thầy tổ bản sư. Để nghĩ về thâm ân trời biển của cha mẹ thầy tổ nhân ngày lễ trọng đại này, sau đây thay lời ban tổ chức xin trân trọng kính mời Phật tử Phạm Mai Hiền Nương, pháp danh Diệu Thiền, cùng quý Phật tử đại diện cho toàn thể Phật tử có mặt trong đạo tràng nên đọc lời cảm niệm về ân đức sinh thành. Xin trân trọng kính mời. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trong pháp hộ an cư, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đạo tràng, con tên là Phạm Mai Hiền Lương, pháp danh Diệu Thiện. Ngày hôm nay con xin đại diện cho những người con hiếu hạnh có đôi lời bộc bạch dâng lên cha mẹ hay đứng sinh thành trong Vu Lan báo hiếu hôm nay. Thưa toàn thể hội chúng, tháng 7 lại về, mùa Vu Lan báo hiếu lại đến. Không khí u buồn của những ngày cuối thu làm cho ai trong chúng ta cũng cảm thấy không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về cuộc đời, về mẹ, về cha. Những mẹ cha quá cố bảy đời, những mẹ cha của hiện tại. Nhìn khói hương trầm quyện tỏa giữa ngôi bảo điện trang nghiêm, lòng chúng con thành kính hướng về cha, về mẹ, về những người thương yêu nhất không thể thiếu của cuộc đời con. Tất cả ai trong chúng ta cũng đều có được may mắn và diễm phúc vì có cha, có mẹ. Con được sinh ra từ hai đấng song thân, con được truyền thừa hơi ấm, sức sống từ cha, được nuôi dưỡng bằng những dòng sữa tươi mát, ngọt ngào của tình mẹ. Nếu cha cho con đôi tay để chập chững vào đời, thì với trái tim giàu tình thương yêu, mẹ giúp con biết yêu thương, nâng đỡ trong cuộc đời. Có cha, con thấy mình được che chở, được bảo vệ, để con mạnh dạn vươn vai, đứng lên, khôn lớn và trưởng thành. Có mẹ, con biết mình còn được thương yêu,
được chiều chuộng, còn được chăm sóc, lo lắng, quan tâm. Suốt đời cha mẹ chỉ sống vì con, sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận mọi đắng cay, vinh nhục trong cuộc đời, chỉ để con được an vui, mạnh khỏe. Vì con, trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, cha liều mình mong mang về cho con được manh áo ấm, chén cơm no. Cha có thể vượt suối, trèo non, lên rừng hay xuống biển, chỉ cần ở đó, cha tìm được niềm vui, sự phúc lạc cho con. Dù có ra sao, cũng chỉ mong cho con mình đủ khôn lớn trước mọi trở ngại trong gai, nghiệt ngã của cuộc đời. Vì cha, vì con, cha quên mình chiến đấu, bỏ qua mọi khổ nhọc của bản thân, đánh đổi cho con được trọn vẹn nụ cười. Còn mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ấm, chăm sóc, lo lắng cho con dù lúc con khỏe mạnh hay những khi trái gió trở trời. Vì một tương lai sáng hơn cho con, mẹ sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ ngọc muôn tàu bán tần, tất bật đi ngược về xuôi. Tất cả mẹ đều dành cho con, bên ước mẹ nằm, bên giá con lăn. Mẹ đã trằn trọc cả năm canh dài, cũng chỉ vì sự ấm no, sự khôn lớn và hạnh phúc cho con trọn đời. Bầu trời trong mắt con ngày một trong xanh ngon, với những ước mơ tươi đẹp, hoài bão. Cũng là khi mà bao vất vả, lo toan đã hàn in sâu những nếp nhăn trên trán mẹ. Mưa nắng cuộc đời đã là mái tóc mẹ pha sương. Công lao to lớn của cha mẹ ví như trời biển, dù có kể hết cuộc đời không thể nói hết. Mai này con lớn lên, dù có xuôi ngược về đâu, thì vẫn dưới mái hiên xưa cũ, mẹ vẫn đứng đây trông ngóng con trở về. Nhiều tháng, nhiều năm đã trôi qua, dù biết con vấp ngã trên đường đời, từng đêm cha vẫn luôn bồn chồn, lo lắng, thở dài. Chỉ biết thầm cầu mong cho con có đủ nghị lực, bước tiếp những bước đường tương lai mà con đã lựa chọn. Tình thương yêu, sự hy sinh vô bờ bến ấy, hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, không bao giờ đền trả hết được. Dẫu có trăm năm dốc tận sức mình để báo ân phụng dưỡng, song ân sâu dày ấy vẫn chất cao như núi, vời vợi ngàn đời. Vậy mà có lúc con lại vô tâm quên lãng, bước chân chạy theo tìm cầu mãi những cuộc vui, cứ mãi theo tiếng gọi của lợi danh sắc đẹp, rồi bỏ lại sau lưng hai đứa sinh thành ơn trọng. Đâu biết nơi ấy cha vẫn trông, mẹ vẫn đợi, dù tháng năm có vất vả, dù những trăn trở của cuộc đời đã làm oằn mặc lên đôi vai gầy nhỏ bé của mẹ, vững chãi của cha. Thuở nhỏ chưa biết phân biệt phải trái, cho đến khi khôn lớn thành tài, trong chúng con có ai thật lòng nhớ về cha về mẹ mà đền đáp nghĩa sanh thành. Chúng con đã quen được cha mẹ đùm bọc đỡ đần, mẹ chăm sóc, vẫn vô tình con đã nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm của cha của mẹ mà quên đi ơn nghĩa sâu dày. Chúng con cứ ích kỷ, mãi lo vun vén cho bản thân, lo xây dựng tương lai mà quên đi cha mẹ đã già. Cha mẹ đứng tựa cửa cho một vòng tay của con trẻ yêu thương, chăm sóc, một lời an ủi chân thành, tha thiết. Để rồi khi thất chí, thua kém người đời, chúng con lại quay về oán giận cha mẹ. Than ôi, tội bất hiếu thật tày đình này, kể sao cho xiết. Có khi cha mẹ đã già yếu, được kề bên chúng con lại cho rằng đó là gánh nặng mà khi khi bạc đãi, chẳng chăm sóc, chẳng đỡ nâng. Sao chẳng nhớ là lúc ấu thơ, ăn không được, nói cũng không, huống chi là đi đứng. Thì ai, ai là người dưỡng dục, ai là người chở che? Đôi khi con thoáng nghĩ về cha, về mẹ,
vội vàng hối hả mong tìm lại những ngày xưa êm đềm trong vòng tay chịu mến của mẹ, của cha, mong được nghe những lời dạy bảo ôn tồn của người, thèm nắng mơ màng trong những buổi chiều hè, trong câu ca dao ngọt tình mẹ. Nhưng rồi con đã chậm trễ, bỏ mất khoảng thời gian quý báu ấy, mà đâu biết một ngày kia cha mẹ con đã nằm dưới lòng đất lạnh, yên giấc ngàn thu trong các bụi phu thường. Chợt nhớ lời của Xuân Tâm có viết: năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu bi, bất chợt nước mắt chảy. Bất chợt nước mắt chảy là bước khổ đi rồi. Ngày đó tôi không tin người thân tôi sẽ mất. Dù có bao nhiêu lạy cũng chưa vừa được ơn của cha mẹ, bao nhiêu cái dập đầu cũng chưa vừa được lòng con. Nếu cha mẹ của bạn hãy còn, xin tự hào mà nói rằng mình là người con hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hãy cài cho nhau trên ngực một đóa hoa hồng, màu hồng của sự yêu thương, cũng như màu máu trong tim mà cha mẹ đã vất cạn một đời để hy sinh tất cả vì con. Màu hồng ấy nhắc nhở rằng chúng ta phải nhớ về nguồn cội, về những thân âm to lớn của cha mẹ mà ta phải phụng dưỡng, đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói trọn những vấn vương tần tảo suốt một đời cho ta. Xin bạn hãy giữ gìn, đừng bao giờ làm phai nhạt như ấp ủ nâng niu tình yêu thương của hai đấng sinh thành. Nếu bất hạnh hôm nay vì đã mất cha mất mẹ, hãy chia sẻ nỗi đau cho nhau bằng một đóa hoa chính trắng. Hãy cài hoa và hứa nguyện về bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Phù lan mây hương nắng nhạt chiều thu về, rưng rưng những chiếc lá vàng sổ rơi bên hè, đôi mắt đang rưng rưng lệ khi nhìn là hoa màu trắng. Hoa trắng, hoa của mẹ cha đã không còn. Hoa trắng cài lên áo con. Đã ba mùa phu lan trôi qua, đã ba mùa bước nhạc hoa trắng, nỗi đau quặn thắt. Mẹ ơi, mẹ mà sao giờ đây con vẫn thấy bơ ngỡ, phụ thẫm khi nhìn màu hoa trắng đáng thương. Nỗi đau bơ vơ mất mẹ lại ùa về như gió mùa thu. Tiếng chuông chùa lại một lần nữa vang lên, con lại muốn đi tìm mẹ, tìm cha. Nhưng cha ơi, mẹ ơi, con biết tìm người nơi đâu? Về, con lại phải tìm mẹ trong kiếp. Con tìm mẹ trong nỗi nhớ, và con tìm mẹ trong niềm đau.
ngày tháng thôi đưa, tuổi xuân sẽ qua, tuổi già sẽ đến, tiền tài vật chất rồi cũng sẽ phai tàn, nhưng tình yêu thương, công đức sinh thành sẽ không bao giờ phai nhạt. Hãy làm tròn chữ hiếu, làm tròn đạo làm con, đừng để đến phút cuối cuộc đời mới quay đầu hối tiếc thì đã quá muộn màng. Ngày hôm nay nên xin Vu Lan báo hiếu, tất cả chúng ta hãy đồng hướng nguyện với nhau rằng đời này, kiếp này chúng ta luôn là người con thảo hiền, để nụ cười luôn nở trên đôi môi của cha, của mẹ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các quý Phật tử diệu hiền đã dâng lời cảm niệm về ân đức sinh thành của cha và mẹ. Tiếp theo chương trình, mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng đến với bài hát Mục Niên Cứu Mẹ do ca sĩ Ca Nương Tú Thanh, pháp danh Diệu Hiền, Phật tử đến từ thành phố Hải Phòng trình bày. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến với đại lễ Vu Lan, con xin kính chúc quý thầy cùng quý vị Phật tử luôn được thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
lạy Phật uy nghi, cúi xin ra ân cứu thế, mang ánh sáng đạo vàng thiêng ban nơi chúng sinh mê lầm. Phật từ bi xót thương truyền pháp, xin cảm ơn ca sĩ Nương ca Nương Tu Thanh đã có lời ca tiếng hát về chào mừng buổi lễ hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Phật tử xa gần, hồng vàng dân Phật pháp tăng, hồng đỏ dân mẹ cha để mừng Vu Lan, hồng trắng xúc động bàng hoàng, con côi cút mẹ nại càng xót xa, hồng hường còn mẹ mất cha, nép bên chân mẹ nệ nhòa xót thương. Hoa hồng trắng hay đỏ đều ý nghĩa, chỉ được nồng hương sắc hay từ bi, tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi, xin giữ mãi mẹ ơi xin giữ mãi. Giờ đây, những đóa hoa màu vàng thắm được tượng trưng cho sự thoát tục thanh cao của những bậc xuất gia tôn quý đối với cha mẹ vô cùng vô biên. Với chiếc áo nâu sòng giản dị, thanh bần chịu sương chịu gió, các ngài đã tầm dân tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con xin mạn phép được cài lên chiếc y vàng của quý ngài những đóa hoa vàng thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và mẹ. Cũng trong giờ phút thiêng liêng này, xin toàn thể quý vị chúng ta hãy lắng đọng tâm tư thật thành kính, một lòng hoài niệm và hướng chọn tấm lòng tri ân sâu sắc của mình về hai đấng sinh thành, và hãy cài cho nhau trên ngực áo một đóa hồng của yêu thương, đóa hồng của tình mẹ tình cha, của sự hy sinh lớn lao và tuyệt vời nhất. Hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, vì sẽ được cài lên ngực áo một đóa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên. Vì còn cha còn mẹ nghĩa là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý thân thương. Nếu ai đó mất cha hay mất mẹ, thì nặng nề cài lên ngực nhau đóa hoa hồng hường chính trắng, đóa hồng màu để xót xa, để nhớ nhung dù cha mẹ không còn hiện diện trên cõi đời này. Sau đây xin mời các em trong đoàn, xin mời
các thầy trong đoàn và các em trong đoàn cài hoa, bước lên để cài những bông hoa hồng lên huỳnh y của chư Tôn Đức và quý vị Phật tử hiện tiền bằng tất cả lòng tôn kính nhất. Lễ cài hoa hồng xin phép bắt đầu. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên,
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cha mẹ ân thâm tựa đất trời, thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi. Mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, trong giờ phút linh thiêng này, chúng con xin đê đầu đỉnh lễ thành kính cung thỉnh chư tôn đức và toàn thể đạo tràng khởi thân đứng dậy, chắp tay trang nghiêm lắng đọng tâm tư, dành một phút mặc niệm về hai đấng sinh thành. Xin quý ngài, quý niệt vị hãy dành chọn những gì tốt đẹp nhất, một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã suốt cuộc đời thương yêu và che chở cho ta nên người. Phút mặc niệm thiêng liêng dành cho hai đấng sinh thành xin phép được bắt đầu. Trầm hương khói tỏa chung pháp giới, mặc niệm về hai đấng sinh thành đã trôi qua, trân trọng kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, phúc này có phúc nào hơn cả xa dâng đến chư tôn tăng già. Thiện nam tín nữ hiệp hòa, cùng nhau câu hội bảo tòa dâng y. Với ba tháng tịnh tu đạo nghiệp, giờ đây quý ngài là những mảnh ruộng phì nhiêu chứa nhóm vô vàn công đức cho hàng Phật tử chúng con gieo trồng hạt giống phúc điền. Vì vậy xin quý ngài cũng vì lòng thương cho Phật tử chúng con được dâng lên những mảnh y giải thoát và vật phẩm cúng dường, với ước mong hạt lành này sớm một đơm hoa cho chúng con sớm bước lên đài sen giác ngộ. Nể tắc bạch dâng y cúng dường, ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý Phật tử lớp giáo lý sáng đạo trong đời tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc do Phật tử Trần Thị Hữu dâng lời tắc bạch. Xin trân trọng kính mời. Hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni trường hạ cơ sở 2. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý đạo hữu Phật tử, được ban tổ chức pháp hội cho phép, con xin thành tâm đê đầu đỉnh lễ dâng lời tắc bạch.
tôn đức. Chúng con, học viên lớp giáo lý sáng đạo trong đời Tổ Đình Kim Liên, vô cùng hoan hỷ vì được trau dồi đạo pháp dưới mái chùa chốn tổ, được cộng tu với quý thầy trong suốt mùa an cư kết hạ. Đây là duyên phúc lớn của chúng con mà không phải Phật tử nào cũng có được. Nhớ lời Phật dạy, thiên kinh vạn quyển hiếu nghĩa vi tiên, người tu hành theo đạo phải lấy chữ hiếu làm đầu. Hiếu vi vạn hạnh vi tiên, lấy hiếu thảo đứng đầu trong mọi việc. Trong suốt những ngày qua, quý thầy đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chúng con có dịp thực hiện được trọng ân với đất nước, với cha mẹ, với nhân dân. Ngày hôm nay là dịp để chúng con được báo ơn, tri ân công đức quý thầy. Chúng con được nghe Tổ Quy Sơn đã dạy: sinh ra ta, tạo cho ta nên vóc hình, ấy là công ơn cha mẹ. Còn sinh ra giới thân huệ mạng, biết đi theo lẽ phải đường ngay, tránh ác làm lành, tu nhân gặt quả, đạt được trí tuệ và cuộc sống giải thoát khỏi khổ đau, đó là nhờ công đức của Thầy Tổ Bản Sư Chư Tôn Đức. Nên ơn tế độ một đời thân huệ mạng, gió đạo màu trí huệ tâm khai, công đức ấy sánh bằng non thái và mãi mãi ngàn năm muôn kiếp khó đáp đền. Ơn Thầy cao lớn tuyệt vời, chứa chan đạo lực trong lời giáo khuyên, trăm năm tạc giả tâm nguyện, ngàn năm con nguyện chí thành không phai. Chúng con vâng lời Phật dạy, noi thương Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, sắm sanh pháp y là món pháp khí bảo vật vô giá của chư Phật, kính dâng lên chư Tôn Đức để quý Ngài làm hành trang trên bước đường hoằng pháp độ sinh, xiển dương đạo pháp, cứu khổ ban vui cho nhân loại. Chúng con thiết tha thành kính hiện tiền chư Tôn Đức, từ bi hoan hỷ nạp thủ để chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con nguyện mang công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Cầu Phật mười phương gia hộ chư Tôn Đức sức khỏe khinh an, chúng sinh dị độ, giới đức cao tăng, huệ đăng thường chiếu, ngõ hầu hoàng dương chính pháp, báo Phật ân đức. Chúng con cũng thành tâm cầu mười phương chư Phật gia hộ để chuyến hành hương của chúng con lan tỏa pháp phục và khóa tụng thống nhất tới tăng ni Phật tử đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được mưa thuận gió hòa, thành công viên mãn. Đạo tràng thanh tịnh Kim Liên tử rực rỡ huỳnh y chiếu sáng người, hương vị ngạt ngào giới định huệ, công năng tu tập chúng trung tôn. Phật tử chúng con nguyện một lòng, chí thành tha thiết ngưỡng cầu mong, Bồ đề vun gốc sum xuê mãi, Bát nhã đơm bông tỏa ánh hồng, Nam mô hiến cúng giảng Bồ Tát. Chúng con thân thể chọn năm vóc, đầu thành đỉnh lễ, thành tâm cúng giảng tam bái. Chi bằng sắc vang thanh bạch của hàng sa môn, nói hương từ phụ thế tôn hoàng khai giáo pháp
tám muôn bốn ngàn. Ngày nay thiện tín các hàng cả xa đại lễ nghiêm trang cùng dường, dâng y với tâm lòng thành ba vòng nhiều Phật đồng thánh nguyện cầu. Chư tăng hoan hỷ nạp thâu cắt lanh hạt giống đạo màu tương lai, cầu mong thoát khỏi họa tai tu hành tinh tấn không nài gian lao, mong cầu Phật pháp bền lâu thân nhuận trăm họ năm châu thịnh hành, cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thanh quy y, nói theo hạnh đức từ bi tu hành xa kỹ hướng về lợi tha, tự thân đắp mặc cả xa tham sân đoạn dứt bồ đề đến nơi, bạch đại đức từ bi minh chứng cả xa này dâng cúng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Xin chân thành cảm ơn phần dâng y của các Phật tử tại lớp giáo lý sáng đạo trong đời tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Túc Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Phật tử xa gần, tần già vỗ cánh tung bay, trao truyền chính pháp liền tay gọi đàn. Vườn nay suối ngọc đạo vàng, thay lời Phật dạy chứa chan đạo màu. Pháp hội Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566, dương lịch 2022, chúng con được cung đón chư Tôn Đức chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, hoan hỷ chấn tích Quang Lâm tham dự và chứng minh cho pháp hội đầy ý nghĩa này. Trước sự tín thành của đạo tràng, giờ này chúng con năm vóc đầu thành đỉnh lễ, trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thọ Nạp, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội, chứng minh tối cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đường chủ hạ trường cơ sở 2 nơi đây, nên ban bố cho toàn thể đạo tràng chúng con những lời đạo từ đầy ý nghĩa. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý vị đại biểu khách quý và các đạo hữu Phật tử nhân dân, lời đầu tiên cho phép thay mặt ban tổ chức gửi đến chư Tôn Đức và chư vị đại biểu khách quý cùng quý đạo hữu Phật tử lời chào hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2566.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư vị đại biểu khách quý, thưa các đạo hữu Phật tử, tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, có bốn chữ Vu Lan và báo hiếu. Chữ Vu Lan ở đây là nếu mà dịch cho nó đầy đủ gọi là cái tiết đảo huyền chi tội. Còn cái báo hiếu ở đây nói cho đủ là cái mùa tri ân và báo ân. Cho nên bốn chữ Vu Lan báo hiếu ở đây thì có hai phạm trù hôm nay xin được chia sẻ với chư tôn đức và quý vị. Thứ nhất là chia sẻ với quý vị về cái tinh thần Vu Lan. Vu Lan ở đây là đảo huyền chi tội. Các vị có hiểu là đảo huyền chi tội là cái gì không? Tức là giải đảo huyền chi tội. Giải ở đây có nghĩa là cởi bỏ, tháo gỡ những cái tội nặng treo ngược như này này. Tội người ta treo ngược ấy, thì cái mùa này chính là cái mùa là cởi. Giải ở đây tức là cởi, tháo gỡ cái tội nỗi rất là trầm trọng, rất là nghiêm trọng. Có rất nhiều chúng sinh thì khi còn tại thế không tu không đúng với luật nhân quả, đi ngược lại với đạo luật nhân quả, cho nên phải sa đọa vào thế giới địa ngục. Ở trong địa ngục ấy, là nó có cái tội là đảo huyền chi tội. À, thì cái tội này là cái tội rất nặng. Người ta đang đứng bình thường như thế này, mình là cái tội treo ngược, đúng không? Thế thì bây giờ cái tội, cái mùa này là cái mùa Vu Lan, là giải đảo huyền chi tội. Còn đối với dân gian của chúng ta thì quan điểm như thế nào các đạo hữu Phật tử có biết không? Là xá tội chư vong nhân. Từ xưa đến bây giờ ông cha của chúng ta cứ cho là cái tháng 7 là cái tháng là xá tội chư vong nhân. Ý là nói là theo tinh thần của Phật giáo ấy, thì cái mùa này cũng là cái mùa mà cởi giải, mà giải tỏa, làm nhẹ bớt đi những cái tội lỗi của những người chết đi ở cõi âm giới đang bị tội nặng. Còn theo quan niệm của dân gian ấy, văn hóa dân gian của chúng ta thì quan niệm ấy là gì? Xá tội chư vong nhân. Mùa này là cái mùa mà xá tội chư vong nhân. Như vậy là quan niệm của Phật giáo và quan niệm dân gian nó có gần nhau không? Quá gần nhau, đúng không? Quá gần nhau. Cái mùa tháng 7 là cái mùa mà ân xá cho những người ở cõi âm giới. Theo quan điểm của Phật giáo và quan điểm nhân gian ấy, đều thống nhất một cái quan điểm. Như nếu chúng ta phân tích là Vu Lan là giải đảo huyền chi tội, và theo quan điểm của dân gian ấy, là xá tội chư vong nhân, thì cái tháng 7 chính là cái tháng mà ân xá cho những người ở cõi âm giới. Xin thử hỏi hiện tiền chư tôn đạo đức với lại chư các đạo hữu Phật tử và nhân dân, chúng ta có tin rằng á là tiên tổ ông bà chúng ta sau khi chết có còn không, hay là chết là hết? Nếu chúng ta quan niệm chết là hết là không đúng. Chết ấy là cái thân tứ đại trở về với tứ đại, kết thúc một cái thân tứ đại, cái sắc thân trong cõi này mà thôi. Còn cái thần thức, cái linh hồn của chúng ta vẫn còn lưu chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Cái linh hồn, cái thần thức đấy nó không mất, nó chuyển hóa từ kiếp này sang kiếp kia. Phân tích theo đạo Phật ấy, một người sống ở trên cái cõi dân gian này, nếu chúng ta làm được 10 điều thiện ấy, sau khi chết thì cái thần thức đó được sinh lên cõi trời.
mà một người đang sống mà giữ được năm điều giới thanh tịnh ấy, thì được tái sinh làm người. Mà người ấy, giữ gìn năm giới nhưng tính tình vẫn còn nóng giận, vẫn còn hung bạo, thì sau khi chết vào thế giới Atula. Còn người phạm vật tứ trọng ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, phá tháp hòa tượng, làm cho Phật chảy máu ra, đấy gọi là ngũ nghịch. Tứ trọng là sát đạo dâm. Những người phạm về tứ trọng ngũ nghịch sau khi chết thì vào thế giới địa ngục. Còn những người tham nam bòn sẻn ấy, sau khi chết vào thế giới ngạ quỷ. Những người ngu si, sống không có luân lý đạo đức gì, thì sau khi chết vào súc sinh. Theo phân tích nhân quả của đạo Phật ấy, nó có 6 con đường để chúng ta đi. Ngoài con đường chúng ta thành Phật và con đường vãng sinh sang Tây Phương Cực Lạc ấy, thì có lục đạo, tức là 6 con đường để cho chúng ta sau khi chết đi. Như vậy là cái thân tứ đại này chúng ta chết đi, nhưng mà cái thần thức, cái linh hồn của chúng ta sau khi chết nó vẫn còn tồn tại. Thưa các đạo hữu Phật tử, thế bây giờ chúng ta tin rằng ấy, cái linh hồn ấy, và cái thần thức sau khi chúng ta chết nó vẫn tồn tại, thì nó đi về đâu? Chúng ta có biết tiên tổ của chúng ta, chúng ta có biết cha mẹ của chúng ta, chúng ta có biết những người thân của chúng ta chết sau khi chết hiện bây giờ đi về thế giới nào chưa? Sinh lên chư thiên hay tái sinh làm người vào Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, liệu chúng ta có biết không? Thế thì bây giờ cái dịp Vu Lan báo hiếu là cái dịp mà chúng ta cầu nguyện cho thế giới âm, đúng không? Cái mùa là chúng ta cầu nguyện, không biết tiên tổ ông bà của chúng ta hiện nay đang ở đâu. Cái mùa này là cái mùa ân xá của cõi âm giới. Thì bây giờ chúng ta lên dâng thắp kinh nhang, cầu Phật, lễ Phật, tụng bài kinh, rồi nhắc đến cái tên tiên tổ ông bà của chúng ta, những người thân của chúng ta đã chết rồi. Chúng ta có một cái câu cầu nguyện: tên con là gì, cha mẹ tiên tổ của chúng ta đang ở đâu chúng con cũng không biết, giờ lên cảnh giới thiện hay là xuống cảnh giới ác thì chúng con cũng không hiểu. Nhất tâm cầu nguyện Đức Phật từ bi là tiếp độ cho hương linh thần thức của tiên tổ ông bà, người thân của chúng con được thác sinh về thế giới an lành. Thì đó là những cái việc làm hết sức có ý nghĩa trong cái mùa này. Thưa các đạo hữu Phật tử ạ, thưa các đạo hữu Phật tử, tỷ dụ như là bây giờ có một người đang bị tội vào trong tù, mà khi nghe đến cái ông mà ông canh tù ấy, ông bảo hôm nay là tù nhân có người thân đến là tặng quà cho người thân, thì khi đó chúng ta có vui không? Nếu chúng ta ở trong tù chúng ta có vui không? Chắc chắn là vui. Thì ông bà tiên tổ của chúng ta cũng vậy. Nếu mà vụng tu vụng hóa mà đang ở cái thế giới đau khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh, mà thấy con cháu của mình ở trên cái cõi dân gian này ngày rằm tháng 7 mà nó lên chùa, nó tụng kinh niệm Phật, nhờ các thầy chú nguyện cho cầu nguyện, nhắc đến tên của những người vong đó, thì chắc chắn là ông bà vui lắm. Tiên tổ bố mẹ những người thân của chúng ta chắc chắn là vui. Mà không chỉ vui mà được sự lợi ích an lạc. Như chúng ta nãy giờ chúng ta nghe những cái thưởng thức của những cái ca khúc của các cái ca sĩ chúng ta nói lên, rồi những người tác bạch dâng y. Đấy, ngài Mục Kiền Liên ấy, là đệ tử lớn của Đức Phật ấy. Trước khi đi xuất gia thì là có cái tài sản ấy, của bố mẹ, của tiền bối giao cho mình, xin phép người mẹ, bố thì chết sớm, thì người cha giao lại cái tài sản đó cho mình, xong rồi mình muốn đi xuất gia trao lại cho người mẹ: mẹ ơi, con đi phải đi xuất gia, mẹ còn sống thì dùng cái tài sản này chia là 3 phần. Một phần ấy, là để nuôi sống cái đời sống sắc thân của mẹ. Một phần ấy, là thầy mẹ chia cho những người nghèo khổ ở trên cái thế gian xã hội này, nếu có ai nghèo khổ mẹ phát cho người ta.
Cái phần thứ ba là mẹ đem cái một phần ba đấy là cúng dường chư tăng, chư ni, là những bậc tu hành thoát tục. Nhưng mà bà Thanh Đề không làm được cái việc đó, mà ngược lại á, thì khi có người nghèo khổ đến xin thì bà cầm gậy bà đuổi đi, bà chửi mắng, bà ruồng rẫy, bà nói những cái điều gì mà nó không bất thiện. Khi chư tăng đến khất thực thì bà cũng không thể hiện sự tôn kính, mà bà còn hủy báng chư tăng, bà cũng chẳng cúng dường. Cho nên do cái nghiệp kiếp trước cũng như là kiếp này của bà, cho nên sau khi chết vào trong địa ngục. Thế thì ngài Mục Kỳ Liên là bậc là tôn giả thần thông đệ nhất của Đức Phật, có lục thần thông, ngài có thiên nhãn thông, nhìn thấy mẹ mình đang đau khổ trong địa ngục, đang đói khát trong địa ngục. Thế là đi dùng cái bát cơm của mình vừa đi khất thực bay vào trong hư không, dâng lên cho mẹ. Bát cơm vừa dâng lên trên đấy, miệng mẹ thì biến thành than, không ăn được, nghiệp nặng. Cho nên ấy, ngài rất đau khổ và buồn rầu vì người mẹ mình đau khổ trong địa ngục. Ngài mới về thưa với sư phụ của mình là Đức Thích Ca Mâu Ni: sư phụ chỉ cho con đường làm sao con có thể cứu được mẹ con thoát khỏi cái vòng trầm luân khổ này. Thì Đức Phật mới nói rằng ấy, 3 tháng ăn cư, trong suốt từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7, nếu hậu ăn cư là từ rằm tháng 5 cho đến rằm tháng 8 là chư tăng ấy, là cấm túc an cư tại nơi đây. Và thúc niệm thân tâm trao dồi giới đức. Cho nên công phu tu hành, công đức tu hành của chư tăng rất lớn. Nếu có thể thì ông phát tâm là đến cầu thỉnh chư tăng cái ngày tự tứ, trước khi cái ngày tự tứ có một tuần, để chư tăng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho tiên tổ ông, cho mẹ của ông, thì chắc chắn là mẹ của ông sẽ được lợi ích phát sinh. Với cái tinh thần nghe lời của Đức Phật ấy, dạy là ngài Mục Kỳ Liên ấy, trong suốt quá trình một tuần ân cần cầu thỉnh chư tăng làm lễ tụng kinh và đem công đức tu hành của mình hồi hướng cho mẹ của mình. Trong quá trình một tuần đó thì ngài Mục Kỳ Liên dùng tứ sự cúng dường, ăn uống ngủ nghỉ để cung phụng chư tăng đầy đủ, cộng với cái tấm lòng hiếu thảo của mình. Cho nên ấy, nhờ ba công đức này mà bà Thanh Đề sau 7 ngày chư tăng hồi hướng cho thì sinh cõi thiên giới. Đấy, sau khi đó thì Đức Phật mới dạy rằng tất cả các đệ tử của Đức Phật xuất gia và tại gia, sau khi chúng ta muốn báo hiếu cho cha mẹ thì chúng ta nên theo cái phương pháp của ngài Mục Kiền Niên mà thực hiện, thì chắc chắn là tiên tổ ông bà của chúng ta có âm giới sẽ được lợi lạc. Đấy, cho nên cái việc thứ nhất là cái ý nghĩa của Vu Lan, đúng không? Còn cái báo hiếu ở đây á, thì thưa các đạo hữu Phật tử, cái mùa tháng 7 này không phải là chỉ là cái mùa là chỉ có báo hiếu cho cha mẹ. Chúng ta có biết không, hàng ngày sau khi chúng ta tụng kinh, nhất là chư Tôn Đức và các vị mà thường tụng với khóa tụng ấy, xưa ấy, thường có tứ trọng ân, đúng không? Thiên địa phú tái chi ân, đại vì đỉnh lễ A-di-đà Phật, quốc gia xã hội chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vì đỉnh lễ A Di Đà Phật, sư trưởng giáo hóa chi ân, phụ mẫu sinh thành chi đức, đại vì đỉnh lễ A Di Đà Phật, thập phương tín thí chi ân, tứ sự cúng dường chi đức, đại vì đỉnh lễ A Di Đà Phật. Các đạo hữu Phật tử có hiểu cái này không? Thiên địa phú tái chi ân, thủy là cái gì? Trời che đất trở. Nếu không có trời thì chúng ta có sự sống không? Nếu không có đất này chúng ta có sự sống không? Không có ánh sáng mặt trăng, không có ánh sáng mặt trời, không có không khí, không có nước, không có đất, liệu chúng ta có sinh sống được không? Một phút mà chúng ta không có không khí, chúng ta cũng ngột ngạt. Chúng ta không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, liệu chúng ta có tồn tại trong cuộc sống này không? Không tồn tại được, đúng không? Không có đất để mà trồng những cây cối, rau, lúa để cho chúng ta ăn, liệu cái thân thể này chúng ta có sống không? Không sống được. Cho nên trời che đất trở, thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu năm chi đức, đại vì đỉnh lễ A-di-đà Phật cơ mà.
Cho nên mỗi khi chúng ta tụng kinh xong rồi, chúng ta lại hồi hướng cho cái ân thứ nhất là trời che đất chở cho chúng ta sự sống trong cuộc sống của chúng ta. Cái ân thứ hai là gì? Quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thần dùng tri đức, đại bi đỉnh lễ A Di Đà Phật. Thưa các đạo hữu Phật tử, nếu không có các cái vị mà lãnh đạo đất nước này để chúng ta được bình yên không? Điều có bình yên không? Nếu không có các cái chú bộ đội và các chú công an đã canh gác ở ngoài biên cương ấy, ngoài hải đảo, liệu chúng ta có được bình an hay không? Không đâu các đạo hữu Phật tử à. Xã hội này nó được bình an, nó được yên ổn là do nhờ cái sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ này nè. Nhờ có sự canh gác của các chú bộ đội, rồi những các cái người là các chú công an đi an ninh trật tự xã hội này nó mới yên ổn, thì chúng ta mới được bình yên. Thưa các đạo hữu Phật tử, có biết không, vừa rồi tôi cùng với lại chư Tôn Đức đây đi ra ngoài hải đảo. Chúng ta ra ngoài đó thì chúng ta mới cảm nhận được rằng nghe cái sự hy sinh, sự cống hiến của các chú bộ đội lớn lắm. Tôi có hỏi các chú này, các chú hàng ngày có nước để tắm không? À, thưa thầy, tối chúng con chỉ tắm khô thì lấy làm gì có nước đâu, toàn nước mặn thôi. Nửa tháng chúng con mới tắm một lần. Một ông hậu cần một suốt ngày đi nấu ăn, mồ hôi mồ kê ngoài đấy nóng nhễ nhại ra như thế, nhưng mà tối là không có nước để tắm mà chỉ tắm khô thôi. Nửa tháng mới có tắm một lần, mà tắm nước chỉ có giới hạn thôi. Qua đó thì chúng ta mới thấy rằng cái sự hy sinh, cái sự vị tha vì chúng ta, vì sự sống bình an của chúng ta, sự an ổn trong xã hội, cho nên các chú đã hy sinh rất lớn. Thậm chí có nhiều chú đã ngã xuống vì cái sự nền độc lập, tự do, hạnh phúc cho chúng ta. Chúng ta có ơn không? Nếu chúng ta không ơn thì chúng ta không phải là người, đúng không? Biết tri ân, chúng ta được bình an là chúng ta phải cảm ơn những người có ân nghĩa với mình. Chứ còn nếu chúng ta không biết tri ân, báo ân ấy, thì chúng ta không phải, chưa làm trọn cái nghĩa là làm người, đúng không? Còn là sư trưởng giáo hóa tri ân, giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức. Nếu chúng ta không có cha mẹ, nếu chúng ta có cái sắc thân này không? Đấy, cho nên là đạo hiếu là diệu hiếu vừa rồi nói đấy, là sinh ra cái thân ta là do cha mẹ, mà sinh ra cái giới thân tuệ màng chỉ đường cho chúng ta có con đường tu hành để chúng ta là hoàn thiện được cái nhân cách của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm được cái sự an lạc hạnh phúc trong cái pháp môn tu hành chính là nhờ có cái sự dẫn dắt của chư Tăng. Có cái sắc thân này chúng ta được trưởng thành như ngày hôm nay, chúng ta thành đạt như ngày hôm nay. Nếu không có cha mẹ, liệu chúng ta có thành không? Cho nên ơn cha mẹ, ơn thầy tổ rất là lớn. Không phải thầy tổ mà kể cả những các thầy, các cô giáo đã giúp chúng ta nâng cao được nhận thức xã hội để chúng ta thành tựu được sự nghiệp trong cuộc sống của chúng ta cũng là ân rất sâu các vị ạ. Rồi thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường tri đức, chúng ta được ăn, được uống, được ngủ, được nghỉ, chúng ta có sự sống, có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở, thì phải có những người đi làm ruộng, đồng ruộng, nhà nông. Chúng ta có nhà ở, phải có những ông thợ xây, thợ mộc. Chúng ta có áo mặc, phải có những người dệt vải và dệt áo cho chúng ta. Cho nên mọi tồn tại của chúng ta phải nương tựa vào những người khác. Cái chia sẻ tương thân tương trợ của người khác chúng ta mới tồn tại. Cho nên Đức Phật dạy là đệ tử của Đức Phật không phân biệt tăng ni và Phật tử, đã là những người theo Phật là chúng ta phải biết ơn và đền ơn đối với những người có ân nghĩa với chúng ta, đặc biệt là tứ đại trọng ân như thầy vừa giảng đấy, ơn trời che đất chở, rồi ơn quốc gia xã hội, ơn cha mẹ thầy tổ, ơn cộng đồng xã hội và chúng sinh. Để như thế thì chúng ta mới trọn vẹn được là cái vai trò, cái nhiệm vụ của những người con Phật. Cho nên nhân cái buổi lễ ngày hôm nay xin phân tích cho các đạo hữu Phật tử chúng ta hiểu rõ về cái tinh thần hai chữ Vu Lan và hai chữ Báo Hiếu, để chúng ta
nếu ngộ chúng ta hiểu để chúng ta vận dụng. Hiểu không đủ mà chúng ta phải thực hành. Nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng vào ấy, thì chúng ta cũng chưa làm trọn vẹn một cái người Phật tử. Được các vị ạ. Tất cả mọi thứ để cho chúng ta được bình an, ổn định thì chúng ta phải có tri ân, là biết ơn và tìm cái cách để trả ơn cho những người tạo nên cái sự ân nghĩa trong cuộc sống của mình cũng như là tất cả những cái gì chúng ta đang tồn tại. Đó là ý nghĩa của mùa Vu Lan Báo Hiếu. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu tại Tổ đình Kim Liên, các đạo hữu Phật tử xa gần đã về tham dự cái lễ trọng thể này. Một lần nữa xin thay mặt cho Chư Tôn Đức cầu nguyện hồng ân Tam Bảo Phật Tổ gia hộ cho Chư Tôn Đức cũng như tất cả chư vị đại biểu khách quý và quý đạo hữu Phật tử được thân khỏe, tâm an, vạn sự cát tường như ý và chọn niềm hiếu hạnh cũng như chọn niềm tri ân báo ân đến với tứ đại trọng ân của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời đạo từ của chân hòa thượng chúng minh, chúng con cảm nhận sâu sắc về công cha nghĩa mẹ, về hai đấng sinh thành dưỡng dục. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và xin kính chúc trên hòa thượng pháp thể khinh an tuệ năng thường chiếu Phật sự viên thành, mãi là bóng cây bồ đề đại thụ che mát cho hàng hậu họ cũng như quý Phật tử chúng con được nương nhờ và ân chiêm công đức trên hòa thượng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này là lời cảm tạ của ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Thanh Trụ Phó Duy Na Đời Sống Trường Hạ nên thay mặt Chư Tôn Đức Hạ Trường có đôi lời cảm tạ trong pháp hội Vu Lan Báo Hiếu buổi sáng hôm nay. Xin thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Kính thưa Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể Pháp hội. Khi nói tới Đạo Phật, chúng ta không thể quên, không thể nghĩ tới hai chất liệu quan trọng, đó là từ bi và trí tuệ. Khi nhắc tới hai chữ từ bi, chúng ta không thể không nghĩ tới cụm từ thiêng liêng, đó là hiếu đạo. Vâng, bởi Đạo Phật là đạo của những giá trị nhân bản đạo đức làm người và tột cùng của đạo lý cao thượng ấy chính là lòng hiếu thảo. Vì thế trong kinh Nhẫn Nhục, Đức Phật dạy tột cùng của điều thiện không gì hơn là hiếu, tột cùng của tội ác không gì hơn là bất hiếu. Cùng với ý nghĩa này, trong kinh Hạnh Phúc, Đức Phật cũng dạy phụng dưỡng mẹ và cha là điềm lành tối thượng. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật nhấn mạnh những gia đình nào này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư. Những gia đình nào này các tỳ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được kính trọng. Có thể nói, nếu đạo là nền tảng đạo đức vững bền cho hạnh phúc gia đình và đem lại sự hài hòa trong xã hội, trong gần một tháng qua, toàn thể chúng ta đã được chứng kiến các sự kiện nghi lễ Phật giáo từ lớn cho tới nhỏ ở khắp mọi nơi để nhằm tôn vinh cho một nhân duyên tốt đẹp.
để hướng về hai đấng sinh thành, cha và mẹ. Và đó là sự kiện trọng đại của những người con hiếu kính chào mừng Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu. Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần, Trường Hạ Cơ sở 2 Tổ Đình Kim Liên Chùa Đồng Đắc long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2566 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Hòa Thượng và Chư Tăng Ni tại Hạ Trường. Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2566 dương lịch 2022 đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân Chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong Pháp hội an cư tại Tổ Đình Kim Liên, Chùa Đồng Đắc. Xin chân thành cảm ơn quý vị Phật tử, các đạo tràng, các lớp giáo lý trong và ngoài tỉnh đã về tham dự và hộ trì cho sự thành công của Pháp hội. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã về dự và đưa tin Pháp hội trọng thể này. Xin chân thành cảm ơn các tín đồ Phật tử và nhân dân gần xa, đông đảo các bạn tình nguyện viên đã về tham dự và hộ trì cho sự thành công của Pháp hội. Xin nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị mạnh khỏe, bình an, thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và tận hưởng mùa Vu Lan tháng hội. Mặc dù ban tổ chức đã cố gắng tổ chức Pháp hội thành công, song trong thời gian hành lễ chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ suất. Kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý liệt vị lượng tình hoan hỷ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Tiếp theo chương trình, chúng con xin thành kính cung thỉnh Chư Tôn Đức Chứng Minh Hoan Hỷ ra trước lễ đài sân khấu hướng lên Phật Tổ để làm lễ dâng hương bạch Phật và nghi thức sám tụng Vu Lan để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thanh, Đại Đức Thích Tuệ Hải Hoan Hỷ chấp hiệu chuông mõ cử hành nghi lễ sám tụng Vu Lan hồi hướng công đức cho ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Các quý vị Phật tử, chúng ta hoan hỷ hướng lên đàn tiền để cùng chư tăng cử hành nghi lễ sám tụng Vu Lan báo hiếu. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mê hương phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng Pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền xa bé khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Từ thời hôm nay ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Dần, nhân tiết Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2566
tại cơ sở hai tổ đình Kim Liên chùa Đồng Đắc, trụ sở an cư giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, chư tôn đức tăng ni, chư đạo hữu Phật tử nhân dân, hôm nay thành tâm sắm sửa hương qua hoa qua vật dâng cúng dường tam bảo và tụng kinh niệm Phật, nguyện đem công đức này cầu nguyện nước thịnh dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân cát bảo bình an. Cầu nguyện thiền môn nghiêm định hai chúng an hòa, công phu công quả tăng ích phúc điền, thử nguyện đem công đức này hồi hướng cầu nguyện Đức Tây Phương A Di Đà Phật, Đức U Minh Địa Tạng Vương Bồ Tát Từ Bi tiếp dẫn, chư vị hương linh cứu huyền thật to bách gia bách tinh pháp giới chúng sinh, trường thừa Phật lực đắc độ cao siêu, kỳ gia quyến hiện tiền đệ tử chúng con, thường an thường lạc âm siêu dương thịnh pháp giới chúng sinh, tình dự vô tình giải cộng thành Phật đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thượng khắp mười phương, dốc lòng kính lễ Phật đại sen chi thầy cung kính đạo tràng, hay tịnh tăng tăng bảo tràng nghiêm hoàng hiền tam thiện đầy đủ thiện duyên độ lòng lẫn lẫn mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con được nhuận được pháp lành. Hãy subscribe
thiên ơn phát nguyện tu trì đáng qua đời ác đạo xa địa trong thành Phật Phật qua ngựa châu các đấng đấng như rải khắp cõi như không từ bi ra hộ Nam Mô Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát Tụng Kinh là hạnh tốt tốt lầy Phổ Đức Sanh dạy chúng sinh nguyện cho tất cả hàm đi thấy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền tiêu ba trước bão phiền được nguồn trí tuệ nguyện chờ tội chướng điều linh hay này mộ tát đoàn tinh tiến làm quyền sinh coi tình siêu và hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình hoa lỡ thấy phật liền ra ngộ bản ta thấy hiền hiền đem công đức hiền hiền hướng về khắp tất cả các miền lần xa con và cha mẹ ông bà giác ngộ chan hòa pháp thân nguyện sinh đây vương đền đó chúng nghe kêu phạm liên hoa vì vô màu hoa khai kiến phạm ngộ vô sinh bất thoái bồ tát vì bản nữ nam mô sinh đệ độ ma tát vô sinh đệ độ chư tôn đức hồi quy tổ đường giải y sau đó đúng 10:15 chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni hoan hỷ vân tập lên hội trường tầng 3 để tham dự pháp hội cúng dường trai tăng trên tầng 3.
xa oai đức chi bằng sắc dáng thanh bạch của hàng sa môn nói hương từ phụ thế tôn hoằng khai giáo pháp tam muôn bốn ngàn ngày nay thiền tinh các hàng cả sa đại lễ nghiêm trang cúng dường dâng y với tấm lòng giống nhiều Phật đồng thánh nguyện cầu chư tăng hoan hỷ nạp thu đăng lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi họa tai tu hành tinh tấn không nài gian lao mong cầu Phật pháp bền lâu hâm nhung trăm họ năm châu thạnh hành cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hương thiện tâm thành quy y nói theo hạnh đức từ bi tu hành xa ký hướng về lời tha tự thân đắp mặt cả xa tham sân đoạn dứt bồ đề đến nơi bạch đại đức từ bi minh chứng cả xa này dân cũng tăng nị xin ngài nhân lành phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát xa oai đức chi bằng sắc dáng thanh bạch của hàng sa môn nói hương từ phụ thế tôn hoằng khai giáo pháp tam muôn bốn ngàn ngày nay thiền tinh các hàng cả sa đại lễ nghiêm trang cúng dường dâng y với tấm lòng thành ba dòng nhiều Phật đồng thánh nguyện cầu chư tăng hoan hỷ nạp thu đăng lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi họa tai tu hành tinh tấn không nài gian lao mong cầu Phật pháp bền lâu hâm nhung trăm họ năm châu thạnh hành cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hương thiện tâm thành quy theo hạnh đức từ bi tu hành xa ký hướng về lời tha tự thân đắp mặt cả xa tham sân đoạn dứt bồ đề đến nơi bạch đại đức từ bi minh chứng cả xa này
cũng